Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng Quân khu 7 đã có buổi làm việc chúc Tết cổ truyền dân tộc tại Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bình Phước và binh đoàn 16. Đại tướng Ngô Xuân Lịch ấn tượng trước sự phát triển của tỉnh Bình Phước, đặc biệt là thu ngân sách năm 2019 đạt hơn 9.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân trên 62 triệu đồng một người một năm. Đại tướng đánh giá cao việc quân và dân Bình Phước đoàn kết, giữ vững quốc phòng an ninh, đặc biệt là công tác đối ngoại quân sự năm 2019, đồng thời mong muốn Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Phước cần phát huy tốt thế mạnh đạt được, xây dựng tỉnh phát triển bền vững, xứng tầm vùng kinh tế năng động ở Đông Nam Bộ, góp phần vào giữ vững an ninh quốc phòng và hòa bình trên tuyến biên giới. Bên cạnh đó, Đại tướng cũng chúc Đảng bộ, chính quyền tỉnh Bình Phước chuẩn bị tốt các điều kiện để tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới. Cùng ngày, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cùng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, binh đoàn 16, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Bảy, già làng, gia đình chính sách và cán bộ, chiến sĩ, binh đoàn.